Bên này Ông Phúc, Việt, Trà Khanh, Nguyên Ngồi trong phòng bệnh bàn bạc về vụ kiện Ông Phúc lướt qua những bài đăng chửi bới Và phỉ bắn Trà Khanh trên mạng Nghiến răng nghiến lợi Còn danh mấy tí tuổi mà mất dạy thật đấy Luật sư của nó còn dám lên mạng thách thức Trà Khanh Con đừng để ý mấy lời trên mạng Vài ngày nữa xét xử xong phiên tòa Thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi Dạ Bữa hôm nay con có coi mạng đâu ba Con đọc sách con không hoạt động sâu biết lâu rồi Nên cũng không quan tâm lắm Chú yên tâm Cứ để nó hả hê vài hôm Rồi gậy ông đập lưng ông thôi Bằng chứng cho năm hết rồi Bằng chứng của cậu có đủ nặng không? Không tính là nặng Nhưng có sức thuyết phục và pháp lý cao Nó sẽ không cãi được đâu Cháu chuyển cho bên luật sư để giám định âm thanh Và tài khoản mạng xã hội Buổi chiều nay sẽ có kết quả Trà Khanh, ý em thế nào? Em có muốn trừng phạt tận gốc con Ngân không? Chả Khanh im lặng suy nghĩ Bạn bè với nhau 10 năm trời Ba mẹ cô chẳng tiếc tình nghĩa Đối xử với nhà nó tốt như vậy Vậy mà năm lần bảy lượt nó hại cô Nếu tha cho nó Thì cô quá ngu muội và dễ dãi Em không có ý kiến gì cả Mọi người cứ làm Theo đúng pháp luật là được Việc đưa ánh mắt sang Chả Khanh mỉm cười Người yêu của anh dạo này làm việc dứt khoát thật Trà Khanh vì cái liếc mắt của anh Mà nụ cười đỏ hồng đến tận mang tay Có một anh người yêu Làm IT thật là thích Mưu sát kỳ khung sẽ là 20 năm tù Bằng chứng chỗ cháu Là toàn bộ tin nhắn và ghi âm của gọi Trò chuyện giữa nó và quản lý Trước khi gây tai nạn Tuy nhiên cuộc hội thoại đó Chỉ là lên kế hoạch trước vụ khi tai nạn xảy ra Luật sư đang tiếp cận những mối quan hệ Của Trà Khanh ở công ty Nếu có thêm bằng chứng xác thực Nó sắp đặt để hại Trà Khanh đêm tai nạn thì sẽ được xử kịch khung hình sự Có tiếng mở cửa Rồi một thanh niên trẻ hối hả đi vào Mọi người đồng loạt nhìn ra Nguyên chật khựng lại một giây Rồi cô giấu đi cảm xúc và tâm tình Vụt qua nơi đáy mắt cúi đầu nhìn tập hồ sơ Huy đi vào tự nhiên ngồi xuống cạnh Nguyên Cháu sẽ làm chứng ở trên tòa Cô ta đã quyến rũ cháu hai lần Hôm xảy ra tai nạn Còn nàng nạc đòi theo về cùng Từng đó đủ để bác bác bỏ sự tình cờ của vụ tai nạn chưa? Trà Khanh nhìn Việt hơi ngạc nhiên. Từ hôm cô bị tai nạn đến giờ, Huy chỉ qua một lần xin lỗi. Chuyện hủy hôn cũng là do người lớn bàn bạc và quyết định. Huy cũng không đến nữa. Từ dưng hôm nay anh lại đến nói lời đồng ý làm chứng. Thật là không thể tin nổi. Ông Phúc trầm ngâm nhìn sang chàng trai trẻ đoán ý của nó. Ông bà bên kia chịu để con trai vàng của họ xuất hiện trên truyền thông sao? cậu tính làm việc độc lập, không báo cáo với cha mẹ. Huy cười, tay đan siết vào nhau, nhìn Trà Khanh rồi dừng lại ở Việt. Cháu cảm thấy cần cổ vũ cho anh bạn cũ này, cậu ấy cao thượng hơn cháu nhiều, xứng đáng với tình yêu của Trà Khanh. Việt hơi nâng môi cười, vuốt ve bàn tay của Trà Khanh trong tay của mình, ánh mắt nhìn anh thâm thúy, nhìn người đã từng là tình địch, nửa đùa nửa thật. Tôi không cao thượng, mà yêu đúng người. Chỉ tiếc là có người nhìn mãi không biết bông hoa của mình ở đâu Trả khanh lườm việt một cái Đến giờ vẫn ghen cho được Anh là đang hờn cô không quan tâm đến mình sao Đàn ông mà tự nhận là bông hoa Việt cười tủm tỉm Trả khanh nghe thơ đến độ này Thảo nào ai ở bên cạnh cũng có thể qua mặt Huy quắc mắt lườm việt Nó chọc ngoáy cái gì không biết Anh nhìn xuống bàn tay gầy gọc của cô gái Ngồi bên cạnh mình Cầm mỗi một tờ giấy mà run rẩy như sắp làm rốt thế kia thì làm ăn được gì? Ông Phúc nghe bọn trẻ nói chuyện không hiểu gì, nhưng nghe thằng Cu Huy chịu đứng ra làm chứng thì bao căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng. Coi bộ thanh niên này cũng không phải là một đứa sống quá tệ bạc. Vậy là ổn rồi, cảm ơn các cháu. Nguyên không che công ty bác thì bác sẽ bố trí cháu vào mảng công trình xanh. Nguyên ngại ngần, gia đình trả khanh quá tốt cô không biết từ chối thế nào cho phải phép không cần đâu chú phúc nguyên sẽ về làm việc với cháu nguyên trợn mắt nhìn huy cô là đồ vật hay sao mà muốn đặt đâu thì đặt tôi không làm ở chỗ anh phải làm thôi tùy nguyên công ty của gia đình huy cũng lớn hơn nhà bác mấy lần đấy nhưng lựa chọn là ở cháu bác vẫn sẽ dành chỗ cho cháu bất cứ khi nào cháu cần mời đứa ở chơi nhé bác qua phòng bác sĩ Trà khanh vẫn chưa dung nạp được hết tình hình trước mặt Việt tủm tìm cười Cúi thấp ôm cô trở về giường Không cho làm kỳ đà cản mũi Hai người kia nữa Ơ anh đang bàn chuyện mà Bàn xong rồi Đến giờ uống thuốc Chưa mà chị Phương chưa sang Anh cho uống Nguyên lật đật cầm túi đứng dậy Gấp gáp đi ra cửa nói với vào Trà khanh mình có việc Mình về nhé Mai mình qua Huy cũng đứng lên thật nhanh Không kịp chào đôi uyên ương Trong phòng đuổi theo Trà khanh cố bám vai của Việt ngó ra cửa Cô cảm thấy Nguyên hôm nay khang khác là sao nhỉ Này cô nhóc Em có thể chú ý mỗi anh không Em phải gọi cho Nguyên Cậu ấy có chuyện gì lạ lắm Việt lấy điện thoại của trà khanh đặt lên bàn Kéo cô đổ vào ngực mình và nói nhỏ Khanh ơi là Khanh Huy không yêu em chút nào Nó yêu Nguyên Hả? Anh nói cái gì? Hai đứa nó ngủ với nhau từ cái hôm chúng mình say rượu ở Edinburgh ấy. Trả khanh lục lọi trí nhớ của mình. Đêm hôm đó cô không về. Sáng ra thấy Nguyên có bao nhiêu biểu hiện lạ. Rồi sau đó mỗi lần Huy rủ hai đứa đi chơi, Nguyên đều từ chối. Sau này về Việt Nam, Nguyên khóc, luôn miệng nói xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy, thái độ của Nguyên khi gặp Huy rất lạ. Mà Huy lúc nào gặp cô cũng hỏi về Nguyên Trà Khanh thật sự cảm thấy giác quan của cô có vấn đề May mắn là cô và Huy không đến với nhau Nếu không thì Nguyên sẽ buồn tủi đến chết Mắt Trà Khanh sáng rực Kéo áo Việt Anh Vậy thì Nguyên cũng yêu Huy Biết rồi cô nhóc à Ơ sao anh biết Quen em ngốc mới không biết thôi Bị cắm sừng sờ sờ Mà không tức giận gì sao Em không giận Vì em cũng không yêu Huy mà Hơn nữa cuộc đời của Nguyên Rất tội nghiệp Em thương cậu ấy anh Mình ghép họ với nhau đi Chúng nó cần em ghép à Em lo mà khỏe đi Còn ghép với anh đây này Trà Khanh cười ôm cổ Việt Đu lên hôn chụt vào má Đầu cô vẫn chưa thể dứt được tin tức vừa rồi Tò mò hỏi Anh ơi Hai người họ đi đâu nhỉ Làm sao mà anh biết được Có khi nó đi du lịch đấy Hoặc là vào nhà nghỉ cho mát Hoặc là ra hồ ôm nhau Gió hè lộng lộng thế này Thích phải biết Trà Khanh cười khúc khích Họ đi nhà nghỉ sao Cô lại nghĩ đến việc xuất viện Mình và Việt cũng đi du lịch Rồi đi nhà nghỉ Mặt nóng bừng bừng lên hạnh phúc Hôm nay tòa xử vụ tai nạn mưu sát Trà Khanh ngồi xe lăn Được ông Phúc đẩy vào hội trường xét xử Tất cả mọi người đều có mặt ở hàng ghế Báo chí được ghép tác nghiệp đến rất đông Hoàng Ngân trong chính bộ đồ hôm xảy ra tai nạn Quần áo nhách nhác không long lanh như thường thấy Nhưng gương mặt lại đối lập vô cùng Có phần tươi tắn Lẫn hả hê Nếu không ở trong phòng xét xử Có khi ai cũng nghĩ Cô ta đang đóng một bộ phim Gái nhà giàu phải đi nhặt xác Cô ta nhìn thấy trả khanh Đưa ba ngón tay lên vẫy vẫy Thật là cái loại chơi chẽn mặt mâm Trả khanh cũng thoải mái không kém Nở ra một nụ cười mỉa mai Và trao đổi ánh mắt sắc lẹm Với người từng là bạn Ngân thấy Chả Khanh béo tròn, xinh xắn, thần thái lại càng hơn xưa, thì càng ngạc nhiên và ganh tỉ Nó không buồn vì gãy chân, tai tiếng như vậy mà vẫn cười sao? Mày được lắm. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đây mà. Rất nhanh chóng phiên tòa bắt đầu. Trả Khanh trả lời tất cả những câu hỏi của đối phương thành thật, đúng, đủ những gì xảy ra trong đêm đó và mối quan hệ giữa cô và Ngân. Luật sư bên Hoàng Ngân. Vẫn giữ nguyên thái độ hống hách Và miệt thị đối phương Hoàng Ngân tỉnh cờ đi ngang qua Rồi trà khanh lao ra đường Ngân luống cuống không đủ thời gian để xử lý Phanh trong điều kiện mưa gió Và màn đêm tăm tối Cậu đồng xét xử Dường như đứng về phía Hoàng Ngân Trà khanh không nhận được sự đồng tình nào Cô cười thầm Con người có thể nhìn vào bề nội Mà đánh giá người ta dễ dàng thế sao Hay là con Ngân diễn giỏi Bên luật sư của Trà Khanh tung hết bằng chứng không phải tai nạn đơn thuần mà bắt nguồn từ ý đồ ganh ghét đố kỵ hội trưởng mới bắt đầu thay đổi cục diện luật sư bên trà khanh đưa ra nhiều điểm bất thường trong vụ tai nạn nhất là chi tiết hiện trường ghi nhận có dấu hiệu xe đột ngột tăng tốc chứng tỏ hành vi cố tình điều khiển xe với tốc độ cao để đâm vào người phía trước thêm nhân chứng là huy còn có cả camera hành trình ngân bám theo đuôi xe của huy trong đêm đó và tất cả những bằng chứng hoàng ngân hải trả khanh bao nhiêu lần thì phía bên cô ta hoàn toàn không thể chối cãi chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi hoàng ngân bị cánh nhà báo và người tham dự trong phiên tòa quay ngoắt sang xỉa sói và chửi sủa sợ thật đấy đúng là một con cáo già tôi đã nói từ lúc lộ cái clip sách rồi tốt đẹp gì đâu vào tù cho các chị đại dã thành cám đi đáng đời cái loại bất nhân cha mẹ dạy con bất nghĩa mà hoàng ngân ôm đầu như lời nói như bấm đấm vào tay cô ta nhức óc Cô ta phát điên Chửi bới hội đồng xét xử không công bằng Đập phá xô để hết bàn ghế trong phòng Đòi kháng cáo nhưng không thành Chủ tọa đã tuyên bố phiên tòa kết thúc Hội đồng xét xử tuyên án Hoàng Ngân với tổ tổ chức mưu sát không thành Nhận hình phạt 15 năm tù giam Chẳng còn gì để mất Hoàng Ngân nhắm thẳng vào trà khanh Mà chửi bới Con mất giải Con quẻ mất giải tao làm bạn với mày bao nhiêu năm mà mày không tha mày sẽ chết mày sẽ bị nghiệp báo mày không sống được đâu đồ con hoang đồ không có cha mẹ nó là con nuôi đấy con nuôi mang lại lợi lộc cho minh phúc mày chỉ là một con cờ của ông phúc thôi yêu thương béo bở gì mà kênh kiệu hoàng ngân chẳng nề hà trong phòng xét xử mắt cô ta long lên sòng sọc những tơ máu đỏ dồn vào trong đồng tử đỏ lòm đến đáng sợ Cô ta ngước đôi mắt căm hận độc ác nhìn Trà Khanh mà cười như điên. Trà Khanh nhìn thẳng vào mặt cô ta, chẳng hề sợ hãi mà cười mỉa mai một cái. Cô có biết vì sao tôi được yêu thương không? Vì tôi không có tâm địa như cô. Chúc cả tù vui vẻ. Trong lúc đó, bà Mỹ xem tin tức về phiên tòa hôm nay. Mặt đanh lại hung dữ. Từ hôm cãi nhau đến giờ, bà vẫn chưa nói chuyện lại với thằng con trai thằng bé là một đứa vô cùng hiếu thảo sáng sớm vẫn mua đồ ăn treo trước cửa buổi tối vẫn nhắn tin dặn dò mẹ ngủ ngon giờ này thằng bé đang xoắn suýt với gia đình bên kia nhưng nói tha thứ là tha thứ được sao có những lúc bà mỹ đã nghĩ để con trai sống một cuộc đời yên ổn với con bé kia nhưng thi thoảng trong giấc mơ vẫn gặp lại cảnh tượng năm đó bà là một người mẹ tồi hay gia đình kia quá xảo quyệt bà Mỹ đến thắp một cây hương Lên gian thờ không có một bức ảnh Lầm rầm khấn vái Mong con gái ở dưới kia an yên Rồi một tia chớp lóe sáng qua cửa kính Bà Mỹ nhìn ra hoảng hồn Thấy một khuôn mặt trẻ trung Với hai dòng lệ máu chảy xuống Người phụ nữ đó Người phụ nữ ác độc đã cướp cả chồng bà Tại sao lại còn dám theo tận về đây Chẳng phải bà đã thuê Thầy buổi chấn yểm Không được thoát khỏi nhân gian hay sao Bà Mỹ vội vàng chạy vào phòng lục tủ Cầm lá bùa khư khư trong tay Chạy ra ngoài cửa sổ Bà thấy người đàn bà đó xa dần Xa dần rồi biến mất Trong màn mưa trắng xóa Việt nhìn vào màn hình điện thoại Cảnh tượng hỗn loạn này Khiến mày anh co lại Gương mặt nhanh chóng dâng lên bất an Anh đột ngột thả trả khanh ra Cúi người về phía trước Chú Phúc Dừng lại cháu có việc phải đi Đi đâu chú chở Không cần đâu chú Xe đột ngột phanh gấp Việt mội mở cửa chạy ra ngoài Trà Khanh nhìn theo bóng anh vội vã trong cơn mưa Trái tim đập điên loạn Trong lo âu thấp thỏm Có chuyện gì sao Việt vừa mở cửa bước vào nhà Thấy đồ đạc vứt đầy Ly cốc thủy tinh Những mảnh vỡ thủy tinh bắn đầy nhà Khói hương bốc lên nghi ngút Bà Mỹ ngồi bệt trên sàn bàn tay dứng những mảnh vỡ thủy tinh dỉ máu. Anh bộ vàng lao đến nâng bàn tay của mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ tỉnh lại đi. Bà Mỹ mở mắt ra, đôi mắt đỏ lục đục, lờ đờ nhìn con trai. Về đây làm gì? Việt vào phòng lấy hộp thuốc sát trùng, cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh trên tay của mẹ. Mẹ đừng đầy đọa bản thân nữa. Những năm qua con đi vắng mẹ vẫn ổn. Sao con về mẹ lại thế này? mẹ không muốn con ở gần mẹ phải không mẹ muốn gặp em gái con mẹ con đưa mẹ tới chỗ này sẽ gặp được em gái bà mỹ bỗng trận trừng mắt nổi giận mà gào lên tao không đi đừng có lừa tao đến gặp bác sĩ tao không có bệnh được rồi mẹ không đi thì thôi tối nay con ở nhà mẹ muốn ăn gì con đấu cơm tấm hay là bún bò mà làm tao phát điên phải không hả không ăn để tao chết đi mà tự do yêu đương việt không nói gì đứng dậy dọn dẹp đống đổ nát trên sàn rồi bắt đầu sắn tay áo nấu ăn nhìn bếp lạnh tanh dường như đã lâu ngày không bén lửa có phần hối hận anh đi đã bao ngày bao tháng để mẹ ở nhà một mình anh cũng không hề biết tâm bệnh của mẹ nặng đến thế này bà mỹ nhìn con trai đầu vẫn còn ướt áo lăng lổ những vết nước mưa lúi húi nhặt rau thái thịt mà nước mắt của bà ứa ra Hòa ra nó vẫn còn biết thương mẹ Việc nấu nướng cho xong xuôi Đi lại đỡ bà Mỹ ngồi lên ghế Gỡ mái tóc rối bù Trải tóc cho mẹ Mẹ ở nhà không nấu ăn Do ăn uống thế nào Ăn mì Đồ ăn xếp đến mẹ ăn có ngon không Ăn một mình không ngon Từ nay con về ăn với mẹ được không Mẹ đừng khóa cửa nữa Con đi xa lâu ngày rồi Con rất muốn ăn cơm nhà con đĩ non kia không cho mày ăn à Việt im lặng Bàn tay anh nắm lại rồi thả ra Nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu cho mẹ Mẹ Tuần tới con xin nghỉ đưa mẹ đi du lịch nhé Nó không được một cái nết gì Sao mày lại yêu sống yêu chết nó như vậy Chả khanh Cô không biết sống cho bản thân mình Ba năm qua cô ấy chỉ sống vì con Cô ấy vì con Mà từ bỏ cả sở thích ước mơ Thích loại hoa con tặng học trưởng con mơ ước Mày bị nó bỏ bùa rồi Nó với con mẹ của nó cùng một ruột thôi Cái loại mẹ cướp chồng bố giết người Mẹ Cha mẹ sinh người trời sinh tính Mày đã tiếp xúc với trả khanh Thì biết cô ấy hiền lành thế nào Chẳng lẽ con không biết Lựa chọn người tốt để yêu sao Bà Mỹ im lặng Nhớ lại những bận đánh đập của người chồng đã chết Xót con đến không thở nổi Vậy mà bà lại có thể dành cả thanh xuân tuổi trẻ để cung phụng người đàn ông ấy Có phải con trai của bà cũng có cái nét trung thủy một lòng một dạ như bà hay không? Việt nhìn xuống, thấy mẹ yên lặng, lại tiếp tục Chả Khanh không hề biết chuyện giữa hai gia đình Kể cả chuyện con nuôi Cô cũng chỉ mới biết gần đây thôi Con sẽ nói với cô ấy Bà định để nó chuộc lỗi hay sao? Không bao giờ tao tha thứ Bà Mỹ đột ngột đứng phát dậy Bà không muốn nghe con trai nói gì nữa Bà đi vào phòng đóng sập cửa lại Việt nhìn cánh cửa đóng kín Thở nhẹ một chút Có lẽ bệnh của mẹ là tâm bệnh Không thể ngày một ngày hai mà chữa khỏi Để trà khanh gặp mẹ lúc này Không hề an toàn một chút nào Việt mở điện thoại Nhìn số của nhạn phương Nhờ cô ấy tìm một bác sĩ tâm lý Sáng sớm mai Trà khanh dậy từ rất sớm Ở bàn gỗ ngoài sân vẽ vời Nhìn ngắm chim muông Hôm nay là thứ bảy Cô còn chờ người hứa lời đêm qua Anh nói hôm nay sẽ về Tiếng chuông cửa rồn rập Trả khanh gieo mừng Chậm chậm đi ra cổng Nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài Miệng cô cười tươi Cả nhắc đi thật nhanh Chỉ vài giây sau Việt thấy cả người của mình hơi trao đảo Rồi cổ bị kéo xuống Trả khanh như con gấu qua loa Treo lơ lửng trên người anh nũng nỉu Việt bật cười Vòng tay ôm chắc trả khanh Cúi xuống hôn chuột vào môi của cô Chân em thế nào rồi Em xuống đi lại cho anh xem Không Em nhớ anh Anh đi công tác có mệt không Không mệt Em nhớ anh chết đi được rồi đây này Sao cái miệng này ngày càng ngọt thế nhỉ Vì ngậm tình yêu của anh đấy Việt nghe mà ngọt lịm cả xương Hơi thở nóng trượt trên má trà khanh Anh cúi xuống nghịch cầm của trà khanh mà thì thầm Vậy thì anh sẽ phải làm cho ngọt mãi Trà Khanh giấu mặt vào ngực của Việt Cô rất nhớ mùi hương của anh Trái tim đập rộn rã Việt ôm Trà Khanh Khuất sau gốc hồng leo vội vã Ngậm cánh môi mềm Nụ hôn nồng nhiệt sau một tuần xa cách Hương thơm của Trà Khanh Sự mềm mại của Trà Khanh Hòa quyện trong cánh hồng Xả xuống bên cạnh Khiến Việt không thể nào xuất ra Trà Khanh lười biếng để Việt ôm vào Đến bậc cầu thang mới tụt xuống Ông bà Phúc ngồi ở bàn trà Nhìn đôi trẻ quấn quyết lấy nhau Chúng nó vui mừng Nhưng ông bà lại lo lắng không thôi Việt chào phụ huynh rồi nhìn sang trà khanh Em vào pha nước chanh cho anh được không Trời nắng quá Bà Ngọc định đứng lên Con bé chân cảng nó thế kia Nhưng Phúc đã ngăn lại Phát luôn cho ba một cốc nha con Lâu lắm rồi thôi con gái có người yêu Bỏ bê ba luôn Dạ con vào pha luôn đây Trà Khanh không nghĩ ngợi gì đi vào trong bếp Bà Ngọc canh con gái đi khuất sau cánh cửa rồi mới hỏi Cậu có chuyện gì sao? Cũng không có gì lớn lắm Hôm nay con đến để xin hai bác Cho phép con đưa Trà Khanh đi đăng ký kết hôn Cái gì? Mẹ có cho phép rồi sao? Dạ chưa Nhưng mẹ con dạo này cũng đỡ căng thẳng hơn Đăng ký kết hôn rồi con sẽ nói cho cô ấy biết sự thật Bà Ngọc lo lắng nhìn vào cửa bếp Rồi bà cậu điên lên Làm hại nó thì sao Chuyện đăng ký kết hôn con sẽ không nói cho mẹ biết Cho con thêm một thời gian để thuyết phục mẹ Rồi sẽ cưới hỏi cô ấy đàng hoàng Ông bà Phúc nhìn nhau Ông bà có thể hiểu chàng trai này yêu con gái mình đến mức như thế nào Có lẽ tờ giấy hôn thú Là cách để buộc chặt hai đứa với nhau Phòng bất chắc Ba đồng ý Hai đứa đăng ký xong xuôi đi nghỉ dưỡng một vài ngày Thả lỏng đầu óc đi Chuyện không phải một ngày hai là xong đâu có khi còn kéo dài cả cuộc đời về sau của hai đứa Có thời gian thì mới sáng suốt giải quyết được Hai đứa muốn đi đâu Mà sẽ đặt tua Con cảm ơn bác Con đặt tua xong rồi Chỉ chờ trà khanh đồng ý nữa thôi À thằng này khá Đúng là phải đặt vợ lên đầu thì mới sống lâu được con ạ à. trà khanh cả nhắc Bê khay nước đi ra Nhìn thấy Việt và ba mẹ nói chuyện Xôm giả hào hứng vô cùng Việt vội đi đến Đỡ khay nước trên tay của cô Trà Khanh ngồi xuống Thấy cuốn hộ khẩu đặt trên bàn trà Mà tròn mắt Sao nó lại ở đây Ông Phúc cười nhìn con gái Bà cho thằng Việt mượn để nó cưới vợ Trà Khanh nhìn sang Thấy anh tùm tỉm cười Còn cố tình ngắm cây cối vườn tược nữa Trong lòng cảm xúc dâng lên đến khóe miệng Rồi mặt cô đỏ lên Như bông hồng phấn Con chưa đồng ý Mà sao ba đã đuổi vội con đi vậy Thằng cuối đòi đăng ký kết hôn Lúc nào cưới thì cưới Chứ gái bây giờ hiếm Mà cục vàng của ba lại sáng giá quá Trà Khanh kéo gương mặt Của anh quay về phía mình Này Anh đi hỏi vợ mà sao không nói một câu vậy Anh tưởng em dễ dãi lắm hay sao Việt nắm bàn tay nhỏ của Trà Khanh Một tay đưa ra sau ghế Lấy ra đóa hồng trắng trước mặt của cô Thì đăng ký kết hôn với anh nhé Trà Khanh hạnh phúc đến chết mất Cô ôm đóa hồng Che gương mặt đỏ sực xấu hổ của mình Vậy là giấc mơ bao đêm đã thành hiện thực Buổi sáng hôm đó Ở ủy ban phường Có hai người yêu nhau Đồng thuận ký vào tờ giấy Đảm bảo hôn nhân cả đời Ra khỏi trụ sở ủy ban Mây xanh trên trời rất đẹp Hai người nắm chặt tờ giấy hôn thú Đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy Chả khanh Cho anh một thời gian nữa Rồi mình sẽ cưới nhé Trong năm nay anh sẽ ổn định Nhà cửa sẽ đón em về Em chờ được chỉ cần có anh thôi em ở đâu cũng được bà ngọc ngồi trong quán cà phê vườn sốt ruột không thấy người phụ nữ kia đâu đã hẹn bao lần rồi nhưng bà ta không tới bà ta lại không dám đến căn nhà đó đến khi bà ngọc đã thất vọng định đứng lên thì bà mỹ đi tới mặt bà lạnh tanh không cảm xúc nhìn người đối diện ngồi xuống ghế mà quắc mắt tôi không rảnh rỗi như nhà giàu các người tôi cũng không rảnh để mà hẹn bà chuyện phiếm mà không có nhiều thời gian thì tôi cũng vào vấn đề luôn. Con gái tôi và con trai của bà đang yêu nhau, chúng không có tội, bà đừng đẩy đọa hai đứa trẻ nữa. Gia đình các người gây ra tội ác, còn dám mở mồm nói tôi đừng gây đày đọa nó hả? Bà Mỹ à, bố con khanh gây ra chuyện chứ không phải là nó, bà hận thù cái gì? Tôi không cho phép con trai lấy con gái của kẻ thù, đó là điều không tưởng. Bà cho con trai của mình Gọi người giết bố đẻ nó là bố vợ không hả Chuối đã tù chung thân Không thể ra được nữa Con bé cũng không biết cha mẹ nó là ai Nếu như bà muốn con trai của mình sống thoải mái Thì đó làm điều mình thích đi Mặt bà Mỹ đỏ phừng phừng Thì trong người như có con ác thú tung hoành sai khiến Khiến tay chân của bà khô loạn xả Tôi không mượn Bà phải dạy đời tôi bà ngọc nhìn biểu hiện của bà mỹ biết là bà ấy sắp lên bệnh nhưng bà không dừng lại những người xung quanh luôn nhẫn nhịn vì nghĩ bà ấy có bệnh cho nên không ai dám nói một tiếng nào kể cả anh em họ hàng hôm nay bà phải nói một lần cho rõ tôi hỏi bà thằng việt đã được sống nghề nào cho bản thân của nó chưa tám tuổi bà bắt nó dụ con gái của tôi để bà bắt cóc mười sáu tuổi bà bắt nó tiếp cận tán tỉnh con gái của tôi 18 tuổi mà bắt nó bỏ con bé để trả thù. 28 tuổi, nó với con gái của tôi đến được với nhau thì bà lại phá. Nó sống cho ai ngần ấy năm? Nó là vì bà chứ vì ai? Im đi, bà im ngay. Tôi không im đấy. Bà là mẹ của nó, đẻ ra nó mà không hề thương không hề sót. Bà coi nó là một công cụ để thỏa mãn tính hiếu thắng của bà. Tôi không sinh ra con Khanh, tôi không có một chút máu mủ nào với thằng Việt. Nhưng tôi thương cả hai đứa trẻ Bà không xứng đáng là một người mẹ Hai đứa trẻ có lỗi gì hả Nó là con của con đĩ kia Im mồm ngay Bà không được nói con gái của tôi như vậy Nó là con của con đĩ Thì con trai của bà cũng là con của thằng Vũ Phu Bổ bịch lăng loạn Bà muốn con trai bà lặp lại lịch sử giống bố nó ngày xưa hay sao Bà Mỹ khóc tu tu Bà ông chồng bà Đã bỏ vợ bỏ con Cặp bồ với con Khánh mẹ của Khanh Bà Ngọc cũng khóc Bao nhiêu năm trời hận thù không được hóa giải Chồng bà có làm bao nhiêu chuyện để chuộc lỗi Nhưng người đàn bà kia Vẫn nhất nhất tìm cách Hạ đứa trẻ vô tội Thu thực với bà Khi chồng tôi đưa con Khanh về nuôi Tôi đã rất sợ Tôi sợ tính nết của nó giống với mẹ nó Khi nó yêu thằng Việt Tôi lại sợ con trai của bà Giống tính của bố Nhưng may mắn Hai đứa trẻ có hoàn cảnh cha mẹ không hề tốt nhưng chúng lại nên người Chúng hiếu thảo và ngoan ngoãn Tôi chỉ xin bà Nếu là một người mẹ có lòng thương con Hãy buông bỏ thù hận Để cho nó được hạnh phúc đi Bà Mỹ không nói gì Gương mặt đỏ rực Dần dần tái nhợt không còn sức sống Dòng nước mắt vẫn tuôn dài trên gỏ má Bà Ngọc không nói nữa Đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê ông phúc đã chở trước quán mở cửa xe cho bà bà ta nói thế nào có làm gì mẹ nó không không làm gì cả lần này có vẻ tâm tình bé đỡ hơn các lần trước tôi nghe thằng việt nói đã thuê bác sĩ tâm lý nhưng bà không chịu hợp tác có lẽ thằng việt ở bên cạnh bà ấy thì sẽ đỡ hơn gần chục năm trời sống vỏ võ một mình lại ôm hận thù trong lòng không bệnh rồi cũng phải bệnh thôi Trà Khanh thức dậy Bụng đói cồn cào với những con sóng tình Mấy hôm nay chưa dứt Cô gión rén đi ra khỏi phòng ngủ Nhìn lén Việt đang làm việc Rồi nhẹ nhàng nhón chân đi ra khỏi phòng Việt ngồi ở bàn làm việc trước cửa sổ Nhìn dây leo trên tường gió thổi lay động Nghe có tiếng mở cửa Quay lại Là trà khanh vào Cô ấy nấy Em đói bụng quá mà nửa chiều resort không có đồ ăn mặn Anh có ăn cùng em không? Chỉ có mì úp thôi Em đang theo mẹ học nấu ăn Tuần tới là em thành mắt chip đấy Sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh Việt thu gọn giấy tờ Sẽ đi đến bàn ngồi xuống Không sao, làm khó em rồi Em làm cái gì anh cũng thích Lần sau đói Thì nói anh đưa đi ra ngoài ăn nhé Trong làng trải cũng có nhiều thứ hay ho lắm Ngon quá em bón cho anh chả khanh gắp một đũa mì thổi bay hơi nóng đưa tới bên miệng của việt anh cũng không biết mùi vị của mì tôm thế nào chỉ cảm thấy toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bộ sáng cuối đầu khẽ thổi của cô ấy mặt mày xinh xắn đáng yêu đến mức làm cho anh không thể chớp mắt đã nói là em rất xinh đẹp chưa chả khanh ngẩng đầu lên mì cay khiến cả khuôn mặt đỏ mọng như trái đào Ai gặp cũng en khen em xinh Không biết thật hay là xã giao nữa Việt nhìn vào ánh mắt trong trẻo của trà khanh Chợt nghĩ Khi cô biết được sự thật ngang trái Có còn giữ được ánh mắt này hay không Anh sợ nó sẽ biến thành Đau đớn, giằng xé Anh sợ cô sẽ không đủ dũng cảm Để nhìn mình nữa Anh đã chứng kiến cô khóc thầm trong phòng vệ sinh bệnh viện Khi biết không thể quay trở lại sân khấu được Anh sợ một mai biết sự thật Trà Khanh sẽ chẳng thể nói được với ai Cứ âm thầm chịu đựng một mình Trà Khanh nhìn những vết xẻo dài trên chân, chân của mình Cô không còn bước chân sân khấu Chỉ còn có thể kiếm tiền bằng nghề thiết kế Cô không muốn mình là một bình hoa di động Cho anh lăn lộn kiếm cơ mỗi ngày Nếu như thi hoa hậu Sẽ có một chút tiếng tăm để vào sâu biết Lúc này có thể đi dự event Đóng quảng cáo Số tiền kiếm từ hoạt động nghệ thuật không nhỏ cô muốn kiếm tiền săn sẻ gánh nặng nhà cửa với anh Trả khanh ôm việt thỏ thẻ anh em muốn thi hoa hậu có được không em muốn cỏi sát một chút em đi cùng với chị phương ở cùng chị phương chị ấy biết võ lại là, là bác sĩ có thể đảm bảo sức khỏe cho em được rồi em không được nói chuyện với trai đâu đấy không được nghe lũ đại gia nịnh nọt anh có giấy hôn thú rồi có vấn đề gì anh sẽ tố cáo em có chồng mà vẫn đi thi Trả Khanh cười tít mắt vui hết biết Hai người lại xì xụp ăn mì Nhìn nhau cười hạnh phúc Ăn xong lại ôm nhau ra ban công ngồi trêu đùa âu yếm Việt ôm cô để cô tựa vào lồng ngực của mình Mà tóc dài mang theo hương vị tươi mát Chưa được hong khô Hoàn toàn bay vào mũi Áp lực cũng mệt mỏi Tan vào hư không Việt đứng chờ trả khanh dưới cổng Cô bước từ trong nhà ra Thấy anh thật nhanh nhào đến Gió thu thổi qua cảnh lá trong vườn hồng Tạo nên âm thanh xào xạc Mang theo hương vị ngọt ngào Thoang thoảng riêng của trà khanh Việt ôm trà khanh gọn gàng trong lòng Cúi xuống Vùi mặt vào tóc cô thì thầm Nhớ người yêu của anh quá đi mất Hôm qua hôm nay anh có quà cho em Về nhanh nha Quà hả? Quà gì vậy? Đi rồi biết Việt đội mũ bảo hiểm cho trà khanh Nắm bàn tay nhỏ của cô Hy vọng trả khanh cứ mãi được vô tư thế này Xe đi xuống hầm của một tòa nhà chung cư Trả khanh không hiểu gì Nhìn sang anh thắc mắc Món quà là gì vậy Cứ lên đi Rồi anh sẽ cho em xem Đến tầng 16 Thang máy mở ra Việc đưa cô đến căn hộ số 26 Anh lấy thẻ từ ra quẹt vào Trả khanh vẫn tròn mắt ngạc nhiên Gì vậy nhỉ Căn hộ của anh mua lúc nào Này Em làm cái gì mà ngơ ngác vậy Về nhà mình mà không thích sao Gì cơ Nhà mình Nhà của anh thật sao Không phải của anh Của em đó Cho em Việt lấy ra sổ đỏ Trà Khanh nhìn vào Thấy tên mình bên cạnh tên anh Cảm xúc vỡ hòa Trong lòng không nói nên lời Món quà của anh đây sao Việc của cô thế này Chẳng uổng công 10 năm qua Cô yêu sống yêu chết Trà Khanh vùi mặt vào trong lòng của anh Mắt cô đã ươn ướt Ôm rất lâu Nghe nhịp tim đều đều của anh Tựa như một con thú nhỏ thì thầm bên tai Làm dịu đi nhịp đập hối hả của cô Việt khẽ vuốt tóc của trà khanh Sao vậy? Em không thích hay thế nào? Sao lại khóc? Em thích lắm, rất hạnh phúc Anh mua lúc nào mà không nói với em Anh ngắm từ lâu rồi Chỉ chờ mỗi trà khanh đồng ý đăng ký kết hôn Là anh ký hợp đồng luôn nhà chưa hoàn thiện Em thích là nội thất thế nào Thiết kế theo ý của em nhé Trà Khanh vẫn chưa hết xúc động Hào hứng đi thăm một lượt Việc nhìn cô lý lắc Xem góc này từ góc kia Mà cảm thấy tâm trạng căng thẳng của mình Từ chưa được thản lòng Có lẽ để cô ấy thật sự vui và thỏa mãn Đón một cơn bão sẽ nhẹ nhàng hơn Trà Khanh thương anh đến chảy cả nước mắt Không biết nói gì nữa anh làm tất cả mọi việc là vì cô Có người đàn ông nào thứ hai Trên đời này không Việt Căn hộ này bao nhiêu tiền Do anh gánh nặng lắm phải không Em thấy anh gầy hơn dạo trước Em đừng lo Anh đủ tiền để trả một lần Nhưng anh chọn trả trước một nửa Giải ngân cho ngân hàng Và năm nữa là hết nợ thôi Số tiền còn lại Anh đầu tư vào công ty máy tính Cùng anh trai em Anh này thôi cứ để cho em sắm sửa nhé em muốn góp sức cùng với anh em có tiền lương đi làm còn sổ tiết kiệm mấy năm từ tiền đi diễn và đóng quảng cáo nữa số đó vẫn còn nguyên em chưa biết làm gì cả em cứ để tiền đó đi mua sắm đi du lịch với bạn bè đi anh không tặng em được những món quà lớn không đưa em đi du lịch được nhiều nơi sau này khi đã ổn định nhà cửa rồi anh sẽ bù cho em bây giờ chuyện nhà cửa cứ để anh lo không được em là vợ của anh thì phải gánh vác cùng với anh chứ anh cứ gầy mãi còn em béo tốt làm sao được được rồi nhưng mà trà khanh dẫu có chuyện gì trên thế giới này thì điều duy nhất anh muốn nói với em là tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi dù em có là ai anh vẫn luôn yêu rất yêu trà khanh từ nhỏ tới lớn anh đã yêu rồi từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích Sao mà mùi mẫn thế Có bao giờ nói với em thế này đâu Từ bây giờ anh nói Từ nay về sau sẽ nói được không Trà Khanh nhón chân Đặt vào môi của Việt Anh đỡ đẫn cả người Trà Khanh luôn thế này Người thơ nhưng lại luôn chủ động Luôn cho anh cảm giác thật sự muốn hiến dâng tất cả cho anh Đôi môi ngoan hiền mềm mại Luôn cho anh cảm giác đắm say từng nhịp thở Vòng tay luôn cho anh cảm thấy Thật sự mình quan trọng với cô ấy Việt cuốn trả khanh vào lòng thật chặt Bóng hai người hòa vào nhau trên tường Tiên nắng của thành phố Qua ô cửa kính Chiếu hai đôi môi quyển chặt sáng lấp lánh Nụ hôn đang say nồng Thì tiếng điện thoại cắt ngang Là ông Phúc Anh nhìn vào đôi mắt đang say mơ màng của trả khanh Xót thương Dâng tận lên lồng ngực nghẹn nghẹn về nhà nhé hôm sau mình sang nhỉ ba mẹ đang chờ hai người đi về nhà thấy ba mẹ anh trai đã ngồi đông đùa ở phòng khách Trả khanh có chút ngạc nhiên Thế không khí gia đình hôm nay là lạ gương lạ. mặt của ba mẹ nghiêm túc hơn mọi ngày cả anh trai nữa cũng không trêu chọc cô như thường lệ việt nắm chặt tay của trà khanh ngồi xuống ghế bà ngọc ngồi bên cạnh con gái ông phúc rót một chén trà lạnh Đưa cho con Uống cho mát đi con Ba mẹ Có chuyện gì sao ạ Ừ Ba đã định nói chuyện này với con từ lâu Mà ba không đủ dũng khí Xin lỗi con gái Trà Khanh đặt cốc nước trà lạnh xuống bàn cây cạch nhíu mày nhìn ba chờ đợi Ông Phúc lại nhấp thêm một ngụm sữa Rồi hít sâu một hơi trầm giọng xuống Hôm nay ba mẹ nói về chuyện gốc gác của con không phải là con được đưa từ cô nhi viện về mà con có cha có mẹ Trà khanh giật mình bàn tay nhỏ trong tay của việt khẽ động một chút Chống ngực đập thỉnh thịch trong hồi hộp nhưng cô cảm thấy hòn đá trong lòng mình nhẹ hơn không biết cha mẹ mình thế nào nhưng không phải là cô nhi lạnh phúc lắm rồi ba mẹ ruột sao ba mẹ của con là ai tại sao ba mẹ lại phải giấu con Ông Phúc nhìn sắc mặt hào hứng của trà khanh Mà càng đau lòng khó nói Bàn tay gầy đen đã nhuốm những vết chân chim Ông nắm chặt thành ghế Con là con của cô ba Ngọc Khánh Trà Khanh bàng hoàng thẳng thốt Cô là con của cô ba ư Bao nhiêu ngày tháng Ba mẹ không cho cô biết Cô đã tìm khắp nơi Đến cả cô nhi viện ở Lâm Đồng Qua cả nhà cũ để hỏi Nhưng không hề ai biết Nước mắt dần dần rơi xuống gương mặt trắng xanh Ông bà Phúc và Việt không biết làm thế nào để nói tiếp câu chuyện Nhìn nhau lo lắng Tâm trạng con gái lúc này Có thể chịu đựng được những điều kinh khủng tiếp theo không? Việt nắm bàn tay của Trà Khanh Anh cảm thấy bàn tay cô cứng đỏ lạnh ngắt Trà Khanh Ba mẹ có điều khó nói Nên không thể nói ra sự thật Em đừng trách hai bác Ba cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi một em sống vui vẻ mà thôi Con là con của cô ba Thì tại sao lại phải giấu con Bao năm qua trên bàn thờ cô ba Con chưa từng gọi một tiếng mẹ Ngày dỗ của cô Con được bao nhiêu nén nhang Ba mẹ làm như vậy là tốt cho con sao Chả Khanh cảm thấy đau lòng lẫn bực bội Bao nhiêu năm qua Ba mẹ làm dỗ người mẹ ruột Mà cô vẫn gọi là cô ba Cô đã từng quỷ trước mộ mẹ Nhưng không một lòng thành kính như mẹ ruột Vẫn rừng dưng nghĩ rằng người nằm dưới đó không chồng không con chà khanh em hãy bình tĩnh nghe ba mẹ kể lại hết mọi chuyện tất cả chuyện này đều liên quan đến anh anh yêu em rất yêu nhưng vì chuyện này mà trước đây anh không dám đến với em em hãy hứa dù có thế nào cũng không rời xa anh thế bác sẽ kể mọi chuyện cho em Trả khanh bắt đầu run rẩy Lời anh nói là gì thì cô chưa thể định thần rõ Bên tai trà khanh Lùng bùng đau nhức Ngày hôm nay anh liên tục nói với cô điều này Có liên quan gì đến anh hay sao Ông Phúc không có can đảm để nói lên sự thật được nữa Ông lấy túi da bên cạnh Mở ra Đặt những bức ảnh trên bàn Trà Khanh cầm lên nhìn Lảnh đen trắng Chụp một đôi nam nữ đứng cạnh nhau Gương mặt này cô đã nhìn thấy Cô nhớ rõ là đã nhìn ở đâu đó Trong phòng của ba còn gương mặt của người đàn ông quen thuộc đến đau nhức óc ông phúc lại tiếp tục đặt một tờ báo lên bàn đó là những tờ báo đã hoen ố nhưng phẳng phiu không một nếp nhăn nó được lưu lại rất giữ cẩn thận bao năm qua ông đã cất giữ góc sâu nhất trong nhà không dám để lộ nó ra ngoài vậy mà hôm nay bàn tay ông đã phải lấy nó đưa cho con gái Trả khanh không nghe thấy việt nói gì cô giật tay ra khỏi tay của anh cầm tờ báo lên đọc đến tiêu đề thấy đất dưới chân của mình xụy xuống. Án trung thân cho kẻ thảm sát cả gia đình người tình và vợ vì ghen tuông. Biết tin vợ cặp bổ, Đỗ Văn Mạnh đã tưới sang đốt vợ và người tình, khiến cả hai chết thảm. Vợ của người chồng bị thiêu bỏng nặng, y bị tòa tuyên án trung thân. Bức ảnh đó, bức ảnh trên báo được chú thích cặp tình nhân bị thiêu sống trong căn nhà, là bức ảnh rơi trên sàn Cảnh tượng kinh hoàng trên bài báo Khiến trả khanh không thể đứng vững Đầu trà khanh như có búa đập vào Lớp màn xương đậm đặc tràn khắp cơ thể Khiến tay chân của cô lạnh toát Cô thấy trước mặt của mình rất mơ hồ Chẳng thể rõ gương mặt của một ai Chỉ còn lại những dòng chữ và cảnh tượng đẫm máu năm đó Cô nhìn ba mẹ Thấy mẹ đang khóc Mắt ba đỏ rực Anh trai nhìn mình xót thương Cô nhìn sang Việt Mắt anh đỏ lên Gương mặt của anh là gương mặt như tạc với người đàn ông trong bức ảnh. Một cảm giác đau, rất đau. Cơn đau từ đầu buốt xuống vùng ngực, rồi tràn tới toàn thân, đến từng tứ chi bút sát. Việt, mẹ em và bố anh là hai người này. Rồi bố em. Chả khánh nước lên không nói được nữa. Mọi thứ như số phận. Coi tránh cũng không được. Cuộc sống cứ cuốn ta đi. Số phận không cho ta lựa chọn. Làm thế nào mà tránh được khi tim ta cứ đau Lòng ta cứ thắt lại Nước mắt ta cứ rơi Trả khanh đổ cục trên sàn là gạch lạnh buốt Việt hốt hoảng ôm lấy trả khanh Trả khanh Đừng Em đừng như vậy Ông Phúc hốt hoảng ghét lên Mình Gọi cấp cứ cứu nhanh lên Bà Ngọc khóc ngất Việt ôm trả khanh trong ngực Nước mắt chảy xuống Biết cô đau thế này Anh sẽ không bao giờ nói sự thật Nhạn Phương bên cạnh nhà chạy sang ngay nhịp tim và đo huyết áp. May mắn nhịp thở vẫn có, chỉ chậm hơn bình thường một chút. Việt, cậu hả con bé nằm xuống đi, không được kê cao đầu, nâng chân khanh cao hơn ngực 25 đến 30 cm. Mẹ đi lấy cho con khăn ấm để chườm chán cho em. Mình đưa đây một ca nước lạnh. Ông Phúc đứng bên cạnh không giữ được bình tĩnh, căng thẳng lo lắng, chân tay buồn bực không biết làm gì, tự vấn bản thân. Con ơi, em con có làm sao không? Thằng Minh gọi cấp cứu nhanh lên con. Không sao đâu chú, em bị sốc lên hạ huyết áp đột ngột và máu lên não bị gián đoạn thôi. Nếu con sơ cứu không tỉnh, thì đưa tới bệnh viện, không đáng lo đâu. Khanh tỉnh lại, mọi người đừng náo loạn. Cứ bình tĩnh để em ấy ổn định cảm xúc. Mọi người đừng chạm vào em. Lúc nào con bé tỉnh táo hoàn toàn thì mới được tới gần. Phương làm mọi biện pháp sơ cứu, trả Khanh dần dần tỉnh lại. Cô thấy cả người mình đông cứng không cử động nổi, không gian xung quanh trôi chậm chậm nửa tỉnh nửa mê bốn bề đều yên tĩnh cô cảm thấy rất hiu quạnh nghe tiếng đồng hồ tích tắc hồi lâu mê tỉnh hoàn toàn tất cả giấc mơ đẹp đẽ vừa qua đều biến mất khi nhìn thấy sắc mặt của ba mẹ anh trai chị dâu và anh việt mắt không rời trả khanh muốn đến gần nhưng lại sợ cô bị sốc nên đành ngồi yên trái tim trải qua thử thách vừa rồi bị bóp nghẹt thấy cô tỉnh thì mới thả lỏng được một giây chả khanh ngất xỉu Là thước đo tình cảm của anh Hồi đó đưa cô ra khỏi hầm cần xa Cô tai nạn ở bệnh viện Anh không đến mức căng thẳng thế này Bởi vì rồi sau đó cũng chỉ là vết thương hữu hình Có thể chữa khỏi Lần này với vết thương vô hình này Không biết bao giờ có thể chữa lành nữa Ông bà Phúc cũng vậy Đợi từng phút giây con gái tỉnh lại Nếu biết con bị sốc thế này Ông bà sẽ kéo dài thời gian Để con được thoải mái Lâu hơn một chút 26 năm qua Ông bà làm tất cả để bao bọc con khỏi những tin tức ấy Sợ con bị kỳ thị Sợ con mắt của người đời Ông bà đã chuyển nhà đi chỗ khác Sợ con biết mẹ nó là ai Ông bà thậm chí còn không đặt ảnh thờ mộ Vậy mà số trời không thể tránh Phương cầm tay trả khanh bắt mạch Thấy nhịp thở đã bình thường Huyết áp ổn định mới hỏi Em thế nào rồi Có thể tự mình ngồi dậy được chưa Trả khanh gật đầu Chống tay ngồi dậy cầm cốc nước ấm trên tay chị sâu Nhấp vài ngụp Việt vội vàng đến đỡ cô Em mệt ở đâu anh xem Nếu mệt thì vào phòng nghỉ Trả khanh không nói được gì Nước mắt cứ như vậy rơi xuống Việt vẹn mái tóc lòa xòa bên má của trà khanh Đã qua rồi Đừng nghĩ nhiều nữa được không Chuyện của bố mẹ không liên quan đến việc anh yêu em Anh không muốn có gì thay đổi đến sau hôm nay cả Chúng ta lấy nhau rồi Cũng đăng ký kết hôn là sự thật không thể thay đổi Việt Em phải làm sao đây Em không thể Những năm qua tất cả mọi người đều khổ sở vì em Cả mẹ anh và cả anh nữa Rõ ràng anh gần ngay trước mắt Nhưng lại như xa cách tận chân trời Không có cách gì có thể vượt qua khoảng cách Trà Khanh cảm thấy có một lớp áo giáp bọc lấy mình Cô muốn đưa tay ra chạm vào anh Nhưng cánh tay bị khóa lại Cô muốn ngước nhìn anh Như mọi thứ trước mắt đen kịt Số bức ảnh cảnh tượng kinh hoàng Năm ấy che kín tầm mắt Bàn tay của Việt chơi trọi giữa không chung Như giọt nước mắt của trà khanh Anh không chạm được tới Nó vô hình như những mũi kim Sâu qua sâu lại trong lồng ngực Trà khanh đang né tránh anh Điều mà anh lo lắng bấy lâu nay đã xảy ra Bà Ngọc ôm trà khanh Chẳng biết làm sao để dỗ con Cứ để nó khóc trên vai của mình Con à Không sao cả chuyện cũng đã qua lâu rồi con đừng nghĩ nhiều nữa ba mẹ con mới sống vô tư đôi đau của mọi người con không biết mất mát của mọi người gánh nặng của ba mẹ nữa còn con được rồi chuyện đó đâu có ai muốn đâu ai làm người đó chịu mẹ đưa con vào phòng nghỉ ngơi con muốn ăn gì mẹ lấy không được bỏ bữa đâu con ạ à? chả khanh lắc đầu đứng dậy đi lên cầu thang ông phúc vội vàng đi theo bà ngọc ngăn lại Lúc này chỉ có mẹ Ở cùng với con là phù hợp nhất Trà Khanh lên trên tầng trên cùng Mở cửa đi vào gian thờ cúng Cô chưa từng lên đây thắp hương một mình Coi chăng cũng cùng cha mẹ Soạn cúng dỗ cho ông bà Và cô ba Mẹ à Cô ba Mẹ Mẹ con yêu ba Việt lắm sao Họ cặp bồ sau khi có con sao Con à Chuyện đã qua rồi xà khanh thắp nén nhang rồi quỳ xuống trước ban thở rộng lớn gió thu rất lạnh giống như có thể bị thổi ngã cô bất cứ lúc nào nén nhang trong đêm tối lóe lên ba chấm đỏ nhỏ bé xà khanh yên lặng cúi thấp khom lưng lặng lẽ quỳ trong bóng đêm cô không biết bây giờ phải nói gì với người đã khuất mẹ ruột của cô rõ ràng đã làm một việc trái luân thường đạo lý nhưng cái chết đau đớn của mẹ cô lại không thể nào trách nổi như giọt nước mắt nhỏ tong tong xuống sàn gỗ thay lời nói. Việt đi vào, anh rút mấy cây hương thắp lên ngọn lửa đỏ, rồi quỳ xuống bên cạnh Trà Khanh. Anh nắm tay cô, Trà Khanh muốn rút tay khỏi bàn tay của anh, các đầu ngón tay đều đã run run, nhanh vẫn nắm chặt không buông, thậm chí là cô run rẩy còn nắm chặt hơn. Trà Khanh, mình là vợ chồng hợp pháp rồi, em còn định muốn bỏ anh sao? Việt, em Việt cúi thấp xuống nhìn gương mặt tiêu điều đẫm nước mắt của Trà Khanh, dứt khoát ôm cô vào ngực. "Đừng nói gì cả, anh không nghe đâu, về phòng nhé." Anh ôm Trà Khanh về phòng, đặt cô nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống ôm chặt cô vào lòng. "Việt, cho yên tĩnh một hôm được không?" "Không, ngày mai thì được còn hôm nay thì không." Trà Khanh bất lực, nằm trong ngực của Việt, đau thấu tâm can, đau chạm đến lục phủ ngũ tạng. Họ từng có khoảng thời gian đẹp như ngôn tình ở tuổi 17 Rồi một đoạn nữa ở tuổi 25 Chưa đầy một năm Ngắn ngủi và đầy tiếc nuối Thứ lạ lùng duy nhất là giữa họ Cứ luôn tồn tại một sợi dây vô hình thay phiên ngăn cách Cô đã từng tự hỏi Sợi dây đó là gì Khi cả hai vẫn còn yêu Bây giờ mới biết đó là ngang trái Trả khanh cắn chặt môi Để không khóc trong lòng Nhưng anh không thể Cả người cô cứng lại rồi luôn lên bẩn bật Việt gỡ cánh môi tím bầm của cô Thường xót vuốt ve chúng Nước mắt của cô phủ kín bàn tay của anh Việt cũng khóc Chưa bao giờ anh thấy đau lòng thế này Anh thương trả khanh Thương chính bản thân mình đã sinh ra trong một gia đình oan trái Trả khanh Dù thế nào anh cũng sẽ không buông đâu Em là vợ của anh rồi Em có muốn làm gì Cũng phải bên cạnh anh con người không phải là cỏ cây Càng không phải là đá Không ai có thể vô tình Ánh mắt yêu thương của Việt lại càng giống như mũi kim nhọn hoắt Đâm vào trái tim của trà khanh Tạo thành nỗi đau âm ỉ Những cái vuốt ve an ủi của anh Càng khiến cô cảm thấy say dứt Cô làm sao lại không hiểu cho anh Nỗi đau khi phải nhìn người thân từ từ rời xa mình Anh khổ tâm giữa mẹ và người yêu Trong bao nhiêu năm trời Vậy mà có lúc cô lại trách cứ anh Cô khóc đến mệt lạ trong cơn mê man chìm vào giấc ngủ Miệt chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái nhất Nét mặt và đôi mắt cương nghỉ Bị hơi nước che phủ Trở nên mông lung Lặng nhìn đôi mắt đã xưng đỏ của Trà Khanh Sáng sớm mai Trà Khanh thức dậy Không thấy người bên cạnh mình Cô ngồi bó gối trên giường Nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng Có tiếng tưới nước Và chim díu dít chuyển cảnh ngoài kia Dường như ba đang tắm tắp cho lũ chim kiểng Cảnh vật vẫn như vậy Điều khác biệt nhất là tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mà cơn ác mộng đó vẫn là thực tại cay đắng. Việt đi vào, cầm một cành hoa trà cắm vào lọ thủy tinh ở bàn. Đóa hoa nhỏ nhưng làm cho không khí trầm buồn bừng lên sức sống. Anh đi tới giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trà Khanh tái nhợt, mắt và môi sưng đỏ như người mới lâm bệnh. Anh áp lòng bàn tay của mình lên má của cô. Lòng bàn tay ấm áp sợi ấm gõ má lạnh lẽo Khiến trà khanh thấy lòng của mình ấm lại Cô ngẫm lại chuyện hôm qua Bình tĩnh hơn một chút Ngước mắt lên nhìn anh Anh không hận em một chút nào sao Tại sao lại hận em Em không có gì có lỗi cả Anh làm tất cả để chúng ta có thể ở cạnh nhau Nếu em và anh Nếu em yêu anh và thương anh Thì không được nghĩ đến chuyện chia tay Bây giờ ra ăn sáng Ba mẹ và anh chị đang chờ đấy không thì anh cũng đưa vào đây cho em Anh Anh đưa em về gặp bác được không Em muốn xin lỗi Còn bác trai nữa Anh cho em ra mộ được không Cho đó để sau đi Một thời gian nữa ổn ổn thì mình sẽ về nói chuyện với mẹ Bây giờ đi ăn sáng đã Ngày hôm sau Việt về nhà Thấy cả phòng đã khói hương nghi ngút Mẹ ngồi trước bàn thờ lầm rầm khấn vái Chàn anh nhăn lại Mẹ dạo này lại còn mê tín thế này sao bà mỹ thấy con trai về thì vội thu dọn đồ cúng đon đả về đấy hả con công việc bận hay sao mà mặt mày bơ phờ như vậy vâng con mệt sao lại mệt con ăn sáng chưa con ăn rồi mẹ dọn dẹp xong lại bàn con có chuyện muốn nói bà mỹ sai sầm mặt cất mấy lá bùa vào tủ khóa kín ung dung ngồi xuống ghế có cái chuyện gì mà về nhà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ như vậy con ở bên nhà trà khanh Cô ấy bị ốm Gớm, nó sắp chết chưa Mẹ đừng có độc mồm độc miệng như vậy Hôm nay con về để nói chuyện với mẹ rõ ràng Con đã biết chuyện Mẹ gửi đơn nạc danh lên ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Tố cáo đời tư của Trà Khanh Tao biết gì về mấy cái đó Sao mày cứ đổ thừa cho mẹ như vậy Con có trong tay lá đơn Là chữ của mẹ Chứ không phải là ai khác Bà Mỹ Phục khả năng điều tra của con trai Bà đã kiến thế cơ mà Ừ tao làm đấy Cứ để nó sống nhơn nhơn như vậy là hay à Con không trách mẹ chuyện cho trả khanh biết Nhưng nếu là mẹ tin tức lộ ra Mẹ có chịu được người ta kỳ thị chửi rủa không Mày nghĩ nhiều cho con bé đó quá rồi đấy Mẹ mày đây khổ tâm mày không biết hả Mười năm qua Con hoàn toàn nghĩ cho mẹ Mới không dám yêu đương gì cả Bây giờ con phải sống cho cảm xúc của con Hôm sau con sẽ đưa Trà Khanh về nói chuyện với mẹ Mẹ muốn thế nào Chứ con sẽ làm theo mẹ một lần Để mẹ thỏa mãn nhất Nếu mẹ còn cố tình làm hại cô ấy Thì con không về nhà nữa Con yêu Trà Khanh Chúng con sẽ không bao giờ xa nhau Việt đứng dậy Quả quyết đi vào phòng đóng cửa lại Bà Mỹ mặt đỏ phừng phừng Tức đến nghẹn hỏng Bà vội vàng tìm số điện thoại Gọi cho một người đàn ông Rồi mở tủ lấy hết tiền cho vào túi Đi ra khỏi nhà Việt về phòng Đầu tiên mở điện thoại Nhắn tin cho trả Khanh Đợi rất lâu cô mới trả lời Anh cầm điện thoại Đọc đi đọc lại tin nhắn Em ổn Em đang đi làm Hôm nay họp ra ban Em không nhắn tin với anh được Cô ấy bận rộn như vậy cũng tốt Không có gì kiểm soát cảm xúc tốt hơn Một công việc bận rộn Việt cũng thay quần áo công sở Chuẩn bị đi làm ra khỏi phòng không thấy mẹ đâu anh vào phòng riêng của bà thấy một đống bày bừa trên bàn những quyển kinh phật bói toán lá bài xanh đỏ bát quái đủ thứ đồ mê tín dị đoan chắc anh ngồi bàn làm việc bỏ dở công việc đuổi theo những suy nghĩ về bi kịch của cha mẹ người đã chết có thể tha thứ nhưng người trong tù cô không thể chấp nhận mấy ngày qua nỗi đau còn tươi mới nhưng nó vẫn âm ỉ trong lòng nỗi đau này không phải nguồn cơn từ việc mẹ đẻ ngoại tình Mà là từ hành động của ông ấy Cô cảm thấy sợ Sợ hành động tàn ác phi nhân tính Của người sinh ra mình Cô chợt ước Mình đừng sinh ra bởi con người ấy Trả khanh như người mất hồn Nhìn ra ngoài cửa sổ Cho tới khi đồng nghiệp đi qua Phát một cái vào vai Mới giật mình thức tỉnh Cô đứng dậy đi tới Máy pha cà phê rót một cốc đậm đặc Trà Khanh hít sâu một hơi đặt cốc cà phê xuống bên cạnh Gọi điện cho Việt Cô phải cởi bỏ được khối u uất trong lòng Coi như vậy Mới sống và làm việc thanh thản Việt bên này thấy có tin nhắn của trà khanh Thì vội cầm lên Miệng anh cong cong Thấy một luồng gió nhẹ đi qua phổi Vợ à anh đây Việt Em muốn ngày mai về nhà anh gặp bác Sao lại vội vàng như vậy Không cần gấp đâu Em còn chưa khỏe cơ mà Trước sau gì cũng gặp Em muốn gặp bác sớm Chả Khanh Buổi chiều đi làm về anh đón em mình nói chuyện nhé Cho anh ở sảnh 5 giờ 30 anh qua Chả Khanh nhìn xuống bóng dâm dưới đường nắng chói trang Cô sẽ phải chuẩn bị nhiều cuộc gặp gỡ sắp tới Sẽ không dễ dàng Nhưng cô không muốn đối mặt Mối hận thủ này kết thúc sớm Thì mọi người sẽ đỡ đau khổ hơn Bà Mỹ trồng một cọc tiền lên điện thở lớn Khói hương nghi ngút bao phủ cả tầm nhìn. Bà nhắm mắt lại, khấn vái gì dầm. Một lúc sau mở mắt ra, dập đầu lia lịa trước ông thầy mặc áo dài, đầu đội mấn, miệng nhà khói thuốc điều nghệ. Nếu như theo lời bà nói thì con quỷ kia đã nắm giữ linh hồn của con trai bà rồi đấy. Vô ích thôi, cơ ải này lớn lắm, tôi chịu chết. Tôi chỉ là đầy tớ của các quan thôi. Bà Mỹ lại dập đầu khóc lóc. Thầy cho con xin, Thầy làm sao để cho con quỷ đó rời khỏi con trai của con Chứ không thì khổ cả đời của nó Tôi thương bà Đã không chồng Lại còn phải phá giải con quỷ này Nhưng mà tôi chịu Bà đi kiếm thể nào cao hơn đi Quan nhà tôi nói Con mẹ nó vẫn đang lợn vợn ở trần gian Giải khó Khó lắm Bà Mỹ nhìn ông thầy vuốt sâu buồn bã Mà cảm thấy mình rớt xuống mấy tầng địa ngục Bà đắm chặt lá bùa trong tay Đã yểm rồi Sao nó lại có thể ngoi lên được Bà Mỹ khóc nước nở Thầy ơi Tôi xin thầy cứu giúp Tôi không giải được Nhưng quan trên thì có đấy Có điều ông ấy là quan Không phải là người thường Nên chi phí gấp đôi chỗ này Bà có đồng ý không Thì ông ấy sẽ chỉ cách Bà Mỹ dừng lại Nhìn cục tiền trên đĩa Nhầm tính gấp đôi Là 60 triệu sao Khi bà còn đang lưỡng lự Thì ông thầy bồi thêm thôi bà là mẹ đơn thân nuôi con cũng khổ bà tha thứ cho chúng nó về với nhau cũng được bà già rồi hậu vận ngắn đi một tí có làm sao con bà nói sung sướng bà không mừng cho nó à thầy con đồng ý và hôm nữa con sẽ mang tiền đến để thầy làm lễ xin thầy giúp con lần này tách được hai đứa nó ra con sẽ theo thầy lễ lạt cả đời con sẽ vào điện phục vụ thầy và quan trên được cứ chuẩn bị đi Thầy cũng phải về chuẩn bị lễ ở đây Lớn lắm Bà Mỹ vội vàng về nhà Đóng cửa nghĩ cách làm sao Để có tiền đi làm lễ Tiền hàng tháng con trai đưa bà đã làm lễ lần trước Nếu nói nó đưa nữa Cũng không thể một phát từng ấy Cái thằng Tháng làm mấy chục triệu mới đưa cho mẹ được có 10 triệu Chắc là con đĩ kia Lại phỉnh nịnh lấy hết rồi Bà Mỹ nghĩ mà điên Vét hết nhà hết cửa cũng chỉ được còn non 10 triệu Vừa lúc nghe thấy tiếng động ngoài kia Bà Mỹ mừng húm, con trai đã về rồi. Việt thay dép ở nhà, đi vào thấy mẹ đứng trước cửa phòng. Anh nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối mà nhà cửa vẫn tối om. Mẹ ăn gì chưa? Mẹ chưa con à? Mẹ chờ con thay đồ rồi con nấu, nhanh thôi. Bà đi lại trong phòng, ruột nóng như lửa đốt bởi vì không nghĩ ra được cách gì để kiếm tiền. Đến khi ngồi vào bàn ăn, đầu óc vẫn lửng lơ trên mây. Mẹ ăn đi chứ. Sao vậy? Con nấu không ngon à? À không Con trai mẹ đấu thì phải ngon chứ Mẹ ăn đây Việt nhíu mày nhìn ánh mắt lờ đờ không cảm xúc của mẹ Anh thấy dạo này mẹ khang khác Thường ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ Lúc lại nóng này rồi bực bội không lý do Suốt ngày hương khói mịt mù Bác sĩ nói Điều trị bệnh tâm thần phân liệt sẽ phải dùng thuốc an thần Và thuốc này có ảnh hưởng đến não bộ Xong không thể không cho mẹ uống Mẹ đã uống thuốc chưa? Mẹ uống buổi sáng rồi Lần này con có việc đi ra ngoài Mẹ đóng cửa ngủ trước nhé Ừ Mẹ này Ba chả khanh sẽ qua đây Chào hỏi mẹ Bà Mỹ Thả cái thỉa sứ xuống cái nền gạch Người bắt đầu nóng bừng bừng Nó là con chả xanh Chứ trà khanh cái quái quỷ gì Bà không ăn nữa Đặt bát xuống bàn Quyết tuyệt thực Mẹ cứ thử tiếp xúc với trà khanh Một vài lần xem thế nào Mẹ nhớ cô bé ngoan ngoãn Dạy tiếng Anh Cho con thời trung học chứ Cô vẫn ngoan như thế mà Bây giờ nó có giết người Thì mày cũng đứng về phía nó thôi Sao con lại có thể làm điều sai trái đó được Trà Khanh thật sự là có nhân phẩm rất tốt Hơn tất cả những cô gái con từng gặp Cô lớn lên trong một gia đình giàu có Nhưng không hề tiểu thư kiểu cách Bây giờ cũng tự mình làm việc kiếm tiền Không dợi dẫm vào ai Con yêu cô ấy ở điểm đó Sóng mắt của bà Mỹ chợt sao động Bà cầm bát lên tiếp tục ăn cơm Trong lòng lo lắng vơi đi một nửa Việt nhìn mặt bà đoán ý rồi tiếp tục Buổi chiều mai con đưa trà khanh về nhà nhé Mẹ có đi đâu giờ đó không? Không, ở nhà Vậy thì tốt, mẹ ăn đi Ngày mai mẹ muốn ăn gì Con và cô ấy sẽ nấu nướng Cứ đi về đi rồi tính Việt thở vào một cái Thật sự là từ khi về Việt Nam đến giờ Cứ nhắc đến trà khanh Là mẹ lại phát bệnh Em không ngờ lần này lại im xuôi như vậy Có phải đợt điều trị vừa rồi đã có tiến triển không? Ăn cơm xong Việt vội vàng đi đến nhà Trà Khanh, anh phải báo tin mừng này cho cô. Các bạn khán tính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện, thu hội hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.